Con là Snyder nha anh em. Đang nghe ba la nhạc vô này. Đấy cái này nha. Cái này mình nghe nhạc qua cassette này, cái thế nó nghe cũng được nha, nghe cũng được được. Nhà có hay quá anh em ạ. À, nhạc thứ 75. Nhạc thứ 75 nha. Nó mắc cái nút ở đây nè. Bono CT. Rồi bây giờ mình muốn nghe đài bằng 70% trong các cái biến chứng của đài tăng lượng. Đó. Nghe đài này. Đài bác cũng rõ nha. Kỳ lạ vậy. Rồi bạn ra. Mâm thang này mà không biết nó còn chạy không, mất kiếp rồi nha. Bây giờ bán tình trạng là như thế này nè, có nghĩa là cassette nè, radio với lay in mâm thang thì cái motor có chạy rần rần là mình áp cho ta có nghe nha, mình cảm giác rồi nha. Còn là nếp nó tình trạng thế này nè, còn nếp nha. Ập lại quãng đường này mất hai chốt hai bên này sao, nó gãy hai chốt góc này nha. Không mà ập dài thì cũng được, thấy cũng được đó. Ở trên thì nó không bị, nó mất hai, nó gãy hai tay vậy thôi. Bán nhiêu vậy trời, con đã tầm 3 triệu nha anh em, 3 triệu nha. Ok chưa, anh em nào chơi thì nhắn nha. À quên, để chụp cái hiệu cho anh em coi chứ. Đây TS1610. Mình đang còn nhiều lắm đây nè, mình đang lần đường mình test này. Đây, chỗ này mấy con nữa nè.